đẹp kìa. Con nhỏ áo trắng sập sập xám hả? Hả? Trời đẹp trai quá. Đẹp trai đúng không? Không được đâu, cái bên con vợ. Và cái con vợ tá cái vé về mặt là bây giờ. Cái người nào mình lựa mà không có ai đi bên cạnh. Ví dụ như thằng Sơ Cô đó, một mình không có vợ, cái người ta có vợ mà cái người ta tá cái ghế về mặt là bây giờ hàng tiêu kêu quá trời mà nó không có phản ứng. Cái đâu có dám. Vậy đã kêu rải, kêu cho nó có mùi đúng không? Còn bà nói ngực là bà phải để đây. Tại sao? 20 năm trước là ở Biên Hòa, chứ 20 năm sau là ra tới Long Khánh rồi. Là sao ấy không có nói thề hả? Hút cái đất. Chứ tôi không nói vậy, nó lực hút cái đất càng ngày nó càng hút. Tới dạ. Tới năm cách chỗ là nó hút xuống cái chỗ có cái hình nhịp chữ nhật đó, ngang mét và 2 mét. Là cái gì? Thôi đừng hỏi. Là mình sắp tới chỗ đó rồi đó. Quý già mà hát gì nói hoài. Rồi em hát nha. Rồi. Anh Điệp ơi. Hay quá. Một chỗ này nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Áo quay được đôi dép rồi đó. Ngồi chỗ nào mà thấy đôi dép. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió. Lên đây cũng thấy rồi nha. Quá hay. Xin đẹp đừng để nhà nghi ngờ cháu đẹp anh đợi. Ba nghĩ sao vậy? Ba nghĩ sao cải lương lên đây mà đưa hip hop như vậy? Hả? Cái gì vậy? Anh đang hát cải lương mà thằng nào nó bỏ nhạc hip hop nó có liệu chứ bộ? Người ta hát cải lương hip hop là hip hop. Làm những cái chuyện pha chế tào lao. Tào lao cái gì? Cái này đâu phải tại tôi đâu. Trời đất ơi, cái gì thì nói chứ nặng này đánh chứ có chảo tôi đâu vậy? Hôm qua là hát mà, chưa có chảo nhưng mà khán giả như bà hết trơn. Ở đây em không có nhu cầu ra học tiền. Trời đất ơi. Ta đưa chảo ra đi mặt né đi. Cũng đưa mặt vô không có đánh người ta. Cũng khoái chảo lắm nè. Chảo inox là đưa cái mặt vô liền. Chảo không dính đưa cái mặt vô liền. Cái chảo này chảo bằng sắt mà bị oxy hóa. Vô duyên hát đàng hoàng tử tế được không? Để hát lại. Hát cái đàng hoàng. Và hát gì trước vậy? Thì giờ hát lại cái đàng hoàng nè. Dạ trước thí quốc năm nào hát lại đi. Nửa đời luôn phấn nè. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chỉ muốn ráng về với em để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng. Chị cũng
sao mặt nó chảy mà tôi hoài vậy? Thì ngồi chỗ khác đi, quỷ dẹo quá chút một xương đau cũng chết à. Trời đất ơi, hát cái gì mà đưa nó chảy mà người ta hoài, không chấp nhận được. Trời ơi, không chấp nhận cái gì, không chấp nhận là đi chỗ khác. Trời ơi, chỉ kêu hát nhạc thì đi cũng không được, nhạc giật không được, bây giờ hát cái lương không được, chấp nhận muốn cái gì. Mình giật làm sao mà khán giả người ta phái, mà giật mà người ta đâu có phái. Không phái cái gì, ở đây ý tôi giật ở đây là mấy người anh đi, không phái cũng chết luôn à. Ai mà đứng em đứng quả vậy? Dựng có dựng đâu, dựng thử coi người ta thấy không? Dựng thử coi. Dựng phải không? Dựng. Người hãy quên em đi. Người hãy quên em. Oh yeah. Y chang nó ngun dừa. Lúc mà sắp bị nhúng như nước mắm. Trời ơi, già mất nết. Người ta bài đó bài Mỹ Tâm hát hay gần chết. Nho như một con dồi. Ủa tôi có cái nét quyến rũ của Liên tôi. Quyến rũ gì kỳ vậy? Trời đất ơi, bị già vô duyên. Chỗ này không được, chỗ kia không kiện cũng được. Sao đó, cái mặt bà này thấy quen quen, tự nhiên gặp ở đâu nữa? Quen thì tôi quen. Chết cha, khu này luôn. Biên Hòa. Gần đây là đúng không? Bữa nay chủ nhật, không lẽ người ta cho nghỉ ngại về thăm nhà hả? Sao biết hay quá vậy? Ra đây lượn cái là đúng không? Khu này cái khu sân thượng nặng nhất là phải không? Là sao? Người ta tầng 1, tầng 2 là hiểu yếu. Bà là tầng trên cùng đó. Là sao để cho ông nói gì tôi không hiểu? Biên Hòa đó. Ông nói tôi bệnh gì tâm thần ra hả? Ông quỷ dạy vô riêng nha. Vô phải không nha. Quỷ chứ hả? Ở đâu vô đây tự nhiên nói ra thùng. Ông tỉnh táo quá ha. Ông nhìn lại mình đi, ông ăn nặng cái gớ không? Ông nghĩ thì sao mà ông mặc cái quần bà ba mà ông có thùng. Ông nói tôi thùng chắc ông dạng chắc hả? Cũng phải là hơi viện trưởng trong đó đó. Đẹp không? Đẹp. Mày thấy chưa? Dân Biên Hòa không giờ biết nói xạo. Người ta đây thật lòng đó. Nè, đẹp không quý vị? Mày thấy chưa? Ok thắng. Không có ai mà mặc bộ đồ giá nguyên bàn thờ lên người hết trơn á. Cái này là con, cái này là lắm phụ không ơi. Trời ơi, những bộ đồ thấy gớm. Trong khi đó, đơn giản một mặt chân thành. Thoáng mát, êm ái, dịu dàng. Thậm chí lâu lâu canh chừng đó. Canh chừng mấy đứa đi vui như bà đó. Nhạo vô tâm chết à. Đứng xa xa ra đi. Sống sao mà không ai ưa à. Không ai ưa vậy. Không ai ưa bà cha thôi. Còn cái mỏ như cái là há hay gớm à. Ê, đừng có tôi mỏi giống cái là hát ha. Chứ giống gì? Giống gì kệ tôi. Trời ơi, các chuyện kiến kìa. Má ơi, nhìn cái mỏi giống tập nắp, nhìn sợ quá. Bà này mà 12 giờ đêm quay qua thấy bà chắc xỉu luôn á. Để vừa phải không nha. Trời đất ơi là trời. Mặc áo dài mang dép lào, chưa từng thấy ai luôn. Kệ tôi. Nếu mà đem ra mình so sánh là bà xấu nhất Biên Hòa đó. Thấy nãy Biên Hòa đẹp gái đẹp trai ngồi thấy không? Có ông này hơi mập chút thôi không sao. Anh cười nhẹ rồi. Chết cha đàn ông mà lý cười. Một hồi chắc ông ra hỏi tổng với ổng quá. Móc móc hoài với ông nội. Cái lưng bị thun nó bám cho nó bấu cho cái già nó. Máu nó không có lưu thông. Lòi bị kéo cho máu lưu thông. Nhắc cực quá thôi ta khỏi mặt luôn đi. Khỏi mặt lần lấy cái quần đội hả? Trời đất ơi. Đừng giỡn tướng đẹp lắm nha. Ba dòng đầy đủ nha. Đặc biệt còn nguyên vẹn nha. Cái gì? Nguyên vẹn. Còn nguyên hả? Ừ. Quên, mới mất cái tiền nửa tháng. Quên. Lâu phải có cái quên chứ. Làm như bà con chờ ông này mất để vỗ tay hay sao á.
Cái bà này tôi gặp ở đâu rồi bà ơi? Cái gì? Bà sao giờ quay? Hình như tôi quen quen nè. Má ơi, nó sang chuyện xấu hơn người thường nữa. Sao giờ nước ấy? Trời đất ơi! Cái gì? Cái gì mà ông nhìn, cái gì mà ông quéo luôn vậy? Nhớ anh không? Bạn bè thì được, chứ yêu đương gì đúng không? Thôi nói giỡn thôi chứ gì.
kiếm ông về làm phi kỷ thôi, chứ có ăn nhậu được cái gì đâu. Dạ rồi, đúng không? Với lại bà với tôi bây giờ không hợp nữa, bà hợp với một thứ khác hơn là tôi. Hợp với cái gì? Lòng gà. Là sao? Xào mướp. Xào mướp. Xào mướp rồi già mà. Cứ đang thân thể người ta đang xào xào hoài hả? Chứ bây giờ già rồi rồi gặp nhau chủ yếu nói chuyện vui chứ biết làm gì. Nhà ở đâu? Bây giờ sinh sống ở đâu? Hả? Ở đâu? Thì nhà cũng ở gần đây nè. Chết rồi, đừng nói ra đây quẹo trái nha. Đúng rồi. Ra đây quẹo trái nè. Bà là vô cổng không tốn tiền đúng không? Sao biết vậy? Môi trong đó mà phải không? Tháng gia đình thăm mấy lần? Hả? Một tháng gia đình thăm mấy lần? Vậy tháng gia đình thăm mấy lần gì cho nội, nhà tôi ở đó mà. Ở chỗ nào? Nhà tôi ở gần đây nè, quẹo trái đây là tới rồi nè. Phải không? Ờ. Quẹo trái là cái gì? Quẹo trái là Biên Hòa, ở đây Biên Hòa nè. Nhưng mà chỗ nào? Nói cho đúng nghe, không biết được nói tầm bậy nha. Để tôi đi, biết nhà tôi ở đây được rồi. Không, phải nói đi, ở chỗ nào? Nhà chỗ nào? Ở Đồng Nai, Biên Hòa nè. Mẹ là già ngu dễ sợ. Ở chỗ nào? Chính xác là chỗ nào? Ở cái gì? Đông đa gì nè? Đông đa là cái gì? Đông đa gì nè? Già rồi không có nhớ không ơi? Vậy là chắc chắn là bệnh viện rồi. Bệnh viện cái gì? Trời đất ơi, nhìn là biết nghi nghi rồi. Nghi vậy? Ấy ơi, Ấy ơi, đưa bà đi giùm được không? Không được. Được không? Chết cha, cái gì? Làm mày mê bà hả? Trời, trời ơi, bà rồi, nó phải bà rồi. Con có bằng lái chưa? Có bằng lái chưa con? Có chưa? Chưa mà lái lụi luôn hả? Trời đất ơi. Trời ơi trời. Nói chơi không được đâu nha. Không được đâu. Nói chơi thôi chứ giờ già rồi mình gặp nhau chuyện nói chuyện cho vui. À. Thì còn cái ngu bà là phải bên đây. Thì đúng rồi, ngu tôi đâu phải bên đây. Ngu bà bên đây nè. Mặt ca là thẳng dữ luôn. Không quan tâm luôn á. Thằng Bảy ơi. Thằng Bảy ơi. Trời ơi. Đau được đau được đau phải chịu á. Chịu bả không? Kê bà rồi bà ơi, kê bà rồi. Thôi vậy thôi, con đường tình duyên coi như cắt đứt từ đây. Qua nhà tôi chơi, nhà tôi ở bên Tam Hiệp nè. Ở đây hả? Ừ. Tôi qua cháu là con vậy? Chứ sao? Hả? Ừ, qua chơi là tôi giới thiệu cho con cháu hai bên gia đình làm quen. Cháu có con nữa rồi hả? Cháu tôi này có đi nữa mà. Trời vậy hả? Nguyễn Thu cái loa là cháu tôi không đó. Trời ơi cháu đó hả? Vô đâu có tốn tiền. Đúng không? Vô không có tiền nữa không? À ba chục hả? Ừ. Ba chục. Chị mà làm quá mà vô không có tiền. Thì đứa ba chục, 10 đứa 300, 100 đứa 3 triệu. Trời đất ơi, đây bà con đây rồi, còn đây bên đây là gì? Bên này bên nội. Đây bên nội thấy không? Rồi còn chính giữa. Tiên Hòa. Chứ bà nghĩ sao gia đình trẻ trẻ dữ vậy? Mừng là người ai trẻ cho nổi. Tưởng gia đình ông, tưởng vợ ông heo chứ đẻ quá trời đẻ. Thôi nói chơi cho vui thôi, bây giờ về nhà chơi nha. Hả? Trước khi đi cúi đầu chào bà con cái rồi mình đi nè. Dạ, cảm ơn bà con Biên Hòa rất là nhiều. Cảm ơn bà con đó, trời đất ơi. Cảm ơn bà con vợ vô chạy chích thuốc đây ạ. À. Dạ, cảm ơn bà con rất nhiều. Vô gặp ông mặc đồ vest xanh xanh đi luôn nha. Đứng nha. Trời ơi, ông dạ lắm, dạ. Trời ơi, bên đây đông quá. Người ta đang hát sung quá trời sung, tự nhiên tắt nhạc của cô vậy. Kiến cắn bà, sao bà dừng dữ vậy?
Giỡn gì? Phải không? Con phải giật con mới lại với mấy đứa nhỏ hồi nãy chứ. Mấy đứa nhỏ kia là mấy đứa con gái mới lớn. Hả? Nó đẹp. Nó giật có nhiều cái giật theo để mình coi. Bà già bà giật bà không sợ mướt rụng hả? Đúng không cái gì vậy? Đúng, bà nói đúng, tại bà cũng giống vậy. Bà là cầu quá trời luôn. Rụng gì? Nãy giờ lắc quá trời lắc, nó thấy rụng gì đâu. Trời đất ơi. Cái dòng thà nó rụng, nó không rụng nên nó tồn tan bực lắm. Cái gì tồn tan? Nói vậy bà tự hiểu đi, đúng không? Đúng không sờ cô đi Tây? Mặt căng thẳng quá. Khán giả chui hàng rào dữ lắm, mà sao mặt căng thẳng dữ vậy? Hồi nãy giờ tôi lắc quá trời lắc mà mặt nó giận căng. Bà nó không thích bà mà bà cứ lắc hoài. Trong khi nãy mấy gái nhỏ kia ra lắc, trời ơi thằng này nó đâu đứng vững đâu. Sao vậy? Phải. Trời đất ơi. Già là phải hát cái nhạc cô Lê Vô chữ tình đúng không ngoại? Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi đàn ông mà. Đúng rồi. Trời ơi. Già mà hát nhạc giật. Sức còn không có thở mà là giật 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 lên tinh sông máu chết rồi ai lo? Kể cha tôi. Già bé nó cái nhạc như là bolero hay là cải lương đúng không ngoại? Nó nghe nè, đúng xúc xích gia đình hồi nó bắn lên có xúc xích ăn bây giờ đó. Này là gì? Nó bắn bắn lên đó. Tháo bông mà. Hả? Bây giờ hát cái nhạc nào cho ngoại nghe đi. Già mà hát nhạc cào lao giật giật giật. Ngoại chỉ phái bolero chuyển tình cải lương thôi đúng không? Hả? Đó, trời ơi ngoại hay quá. Ở cười mà không lấy hàng tiền đạo đâu hết trơn. Có hô ai kìa. Làm gì chứ thì chặn người ta hoài giống sờ cung. Đó là thằng bấm nữa cho ta lên. Đó. Thấy chưa? Lady first. À dạ em cảm ơn chị. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Cảm ơn nghe. Ừ. Cảm ơn nghe. Trời. Cảm ơn chị. Ừ. Cầm đó mà đi có mệnh. Cầm đó. Hỏi chồng tay chi với ông nội. Biết chứ. Trời đất ơi. Thấy đi một mình kìa. Bông màu xanh nè. Ừ. Nhìn như bông trúng nè. Chạy vô biết à. Ai biết là thấy. Thấy cái màu đó. Cái bông ta đẹp như là bông trúng. Đấy. Thôi bây giờ lỡ người ta tặng bông rồi hát cho người ta bài nhạc cô Lê Vô chữ tình này cải lương gì đi. Rồi em hát cải lương tặng bà con bà cải lương nha. Ừ. Em xin phép để cho con bông yêu quý ở đây. Để đây không được đâu, để trong kia. Thằng này nó nhìn cái me nãy giờ. Lấy thì phải chờ. Nghe trong đây có chữ nè. Chữ gì vậy? Hâm mộ ông già. Chị? Hâm mộ ông bà mười có FC Phương Nga. Trời ơi. Phương Nga gì đây? Cô Nga Đồng Nai là cái bà nãy có tên Nga đó. Rồi cảm ơn cô Nga luôn. Ừ. Ừ. Rồi chị Bảy ơi, chị Bảy em có cái lương chị Bảy nghe cái chị Bảy. À, trời ơi cái lương cái lô tô gì con? Là thôi. Rồi cái lương nghe hát quen là điệp nha. Hát đi nói hoài mệt cái bà. Ừ, hát quen điệp đi, chờ chút xíu em sẽ kiếm điệp coi. Chơi bên, chơi bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kêu người yêu nào mà kêu như người ta giật cái hồn ra thế bãi vậy bà nội? Hả, bị lâu ngày quá mới gặp kêu vậy nó mới tha thiết hiểu không? Kêu người yêu phải kêu từ trong tim, kêu ra kêu phải mùi mẫn vô. Kêu gì như giật đồ cái tàu lao. Vậy đó chưa rải. Kêu cho nó có mùi đúng không? Mà bị đau bụng hả? Đánh mà lặng dưới vậy? Ủa mắc cười quá, hồi nãy kêu người ta kêu âm điện là phải kêu từ trong lồng ngực nè. Người ta kêu trong lồng ngực nó thốt ra nè. Người ta nói ngực là người ta để đây được. Còn bà nói ngực là bà phải để đây. Tại sao? 20 năm trước là ở Biên Hòa chứ 20 năm sau là ra tới Long Khánh rồi. Là sao ý ông nói nó xệ hả? Cái đất. Chứ tôi không nói vậy, nó lực hút cái đất càng lại nó càng hút. Tới năm cách tuổi là nó hút xuống cái chỗ có cái hình nhật chữ nhật đó, ngang mét dài 2 mét. Là cái gì? Thôi đừng hỏi. Là mình sắp tới chỗ đó rồi đó. Ủa dĩ già mà hát chị nói hoài. Thôi em hát nha. Rồi. Ăn điệp ơi. Thầy quá. Một chỗ này nha. Điệp ơi mai em lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Quay được đôi dép rồi đó, ngồi chỗ nào quay đôi dép. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong. Lên đây em thấy đôi dép. Bà nghĩ sao cải lương này mà đưa hip hop như vậy? Hả? Cái gì đây anh đang hát cải lương mà thằng nào nó bỏ nhạc hip hop nó có liệu chứ bộ? Người ta hát cải lương hip hop là hip hop. Làm những cái chuyện pha chế tào lao. Tào lao cái gì? Cái này đâu phải tại tôi đâu. Trời đất ơi, cái gì thì nói chứ làm gì đánh chứ có chảo tào lao cái gì? Không có ai hát mà, chưa có chảo nhưng mà khán giả như bà hết trơn. Bà đây không có nhu cầu ra học điều. Trời đất ơi. Ta đưa chảo tới mặt né đi. Cũng đưa mặt vô không có đánh người ta. Cũng khoái chảo lắm nè. Chảo inox là đưa cái mặt vô liền. Chảo không dính đưa cái mặt vô liền. Cái chảo này chảo bằng sắt mà bị oxy hóa. Vô duyên hát đàng hoàng tử tế được không? Để hát lại. Hát đàng hoàng. Và hát gì trước vậy? Thì để hát lại cho đàng hoàng nè. Và trước thí quốc năm nào hát lại đi. Nửa đời luôn không nè. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chỉ muốn ráng về với em để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng. Sao mặt nó chảy mà đi hoài vậy? Thì ngồi chỗ khác đi. Quẩy dẹo hết chút một xương ra cũng chết à. Trời đất ơi. Hát cái gì mà đưa nó chảy mặt người ta hoài. Không chấp nhận được. Trời đất, không chấp nhận cái gì? Không chấp nhận là đi chỗ khác. Trời ơi, chỉ kêu hát nhạc kia cũng không được. Nhạc giật không được. Bây giờ hát cái lương cũng không được. Chấp nhận cũng cái gì? Mình giật làm sao mà khán giả người ta phái. Mà giật mà người ta đâu có phái. Không phái cái gì? Ở đây nghĩ tôi giật ở đây là mấy người anh đi. Không phái cũng chết luôn à. Ai mượn em đứng quả vậy? Người ta giật có giật đâu, giật thử coi người ta thấy không? Giật thử coi. Giật phải không? Giật. Người hãy quên em đi.